Nếu tất cả các anh em đang muốn tìm cho mình một chiếc đồng hồ cổ vintage hợp với cái phong cách cổ điển cũng như là thanh lịch thì video này dành cho tất cả các anh em. Chào mừng tất cả các anh em đã đến với kênh đồng hồ cổ của Dũng Hoàng. Kênh đồng hồ cổ của em thì chuyên giới thiệu những cái chiếc đồng hồ vintage đến từ Thụy Sĩ, và những cái chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc đồng hồ còn lưu lại những cái nét thời gian vintage xưa rất là độc đáo và giá trị. Và để không làm mất thời gian của tất cả các anh em thì sau đây em sẽ vào miêu tả chi tiết cụ thể 5 mẫu sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu đến tất cả các anh em. Và chiếc đồng hồ đầu tiên mà em xin gửi đến tất cả các anh em là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ còn full box. Và chiếc đồng hồ này rất là giá trị, rất là đẹp anh em nhé. Và em quay tổng thể chiếc bốc của chiếc đồng hồ này, và anh em cùng chiêm ngưỡng một chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, một chiếc đồng hồ với cái nền mặt rất là độc đáo, bởi vì nó là một trong những cái nền mặt zin, cũng như là tổng thể của chiếc đồng hồ này zin nguyên bản anh em nhé, rất là giá trị. Mang thương hiệu Le Chemie. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể của chiếc đồng hồ này. Và trước mắt anh em đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất đó chính là một cái khung vỏ. Khung vỏ của chiếc đồng hồ này thì được bọc vàng và đáy là đáy SS, tổng thể zin nguyên bản anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này có một cái form dáng tròn rất là cổ điển, và nó có size mặt là size 34 mm không tính núm anh em nhé. Nó chạy với cơ chế lên dây, và chiếc đồng hồ này thì nó có điểm độc đáo ở trên nền mặt. Đây là một cái nền mặt trắng sứ anh em ạ. Và hiện hữu trên cái nền mặt đó chính là những cái nét vẽ ở sơn, những cái cọc số là sơn La Mã cổ điển, cũng như là những cái điểm nhấn. Và đây là một cái chiếc nền mặt zin anh em nhé. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy lên dây có hai kim rất là đơn giản, rất là tinh tế, và nó toát lên những cái nét vintage xưa rất là cổ điển anh em ạ. Và em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Một chiếc đồng hồ form tròn đeo lên tay, nó anh em kết hợp với những bộ quần âu áo sơ mi, nó tôn lên những cái nét hoài cổ rất là đẹp anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này có một cái kính mica zin, và anh em thấy không, nó nổi lên trên nền mặt và nó vầng lên nhìn rất là đã anh em ạ. Tổng thể chiếc đồng hồ này độ mới còn trên 96-97% anh em ạ, còn rất là mới và zin mộc nguyên bản anh em nhé. Nước thép của cái đáy còn rất là sáng và chưa đánh bóng spa gì anh em nhé. Chiếc đồng hồ này nó độc đáo bởi vì là nó còn zin nguyên cả hộp này, và một chiếc đồng hồ còn có những cái nét rất là độc đáo và cơ bản là nét vintage xưa. Chiếc đồng hồ này thì nó về thì nó có kết hợp với một sợi dây da tây như thế này, và em đã thay sang một sợi dây da đen, nhưng mà bởi vì nó cũ rồi, nhưng mà em vẫn tặng kèm một sợi dây da đen đang kết hợp với chiếc đồng hồ, rất là giá trị đấy anh em ạ. Và anh em nào mà chưa có cái thương hiệu Le Chemie này cũng như là cái nền mặt độc đáo như thế này thì đừng bỏ lỡ sản phẩm, nó là một trong những cái sản phẩm giá trị. Và anh em nào yêu thích lên cho em mã một giá 6.800.000 đồng. Và chiếc đồng hồ thứ hai đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mang thương hiệu Bucherer, một trong những cái thương hiệu mà đồng hồ xếp top của thế giới, nó rất là nổi tiếng. Và một chiếc Bucherer hôm nay em giới thiệu là một chiếc có những cái thông số kỹ thuật cơ bản như sau. Thứ nhất đó chính là cái khung vỏ thì được bọc vàng, đáy là đáy SS, và mặt của nó là một cái nền mặt có hai lòng, lòng trong là lòng trắng và viền bên ngoài là viền vàng, có những cái vòng tròn đồng tâm xoáy rất là đẹp, có một vị trí lệch góc 3 giờ rất là tiện lợi, bộ ba kim hoạt động rất là mượt mà. Và anh em thấy không, kim giờ và kim phút là kim lá lúa cổ điển. Và chiếc đồng hồ này là một trong những cái chiếc vintage rất là đẹp anh em ạ. Nó chạy với bộ máy tự động được sản xuất vào những năm 1960 anh em nhé. Chiếc đồng hồ Bucherer này
Không chống nước. Tất cả những cái chiếc đồng hồ trên kênh của em giới thiệu thì đều không chống được nước anh em ạ. Bởi vì nó là một trong những cái chiếc đồng hồ cổ. Đồng hồ cổ thì không chịu được nước. Và chiếc đồng hồ này thì chạy với cơ chế tự động, nhưng mà nó có hỗ trợ thêm có tay anh em nhé. Và ở phía bên sườn cạnh của cái chiếc đồng hồ này thì có một cái nút nhỏ để chỉnh lịch, rất là tiện lợi anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này được kết hợp với một sợi dây da khâu tay handmade, và có ở phía sau thì có dập dòng chữ Bucherer. Tổng thể com nết rất là đẹp anh em ạ. Size mặt của nó là 34.5mm, rất là chuẩn vintage. Và anh em cùng chiêm ngưỡng bộ máy sáng và cái bộ vành tóc gài đang hoạt động rất là mượt mà. Em quay cận cảnh để tất cả các anh em cùng xem. Một chiếc Bucherer. Rất là lâu rồi em mới về được một chiếc Bucherer mà còn đẹp độc đáo như thế này anh em ạ. Cũng không còn nhiều trên thị trường mình nữa. Và chiếc đồng hồ này rất là cứng cạnh, nó đẹp khoảng 96-97% anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng lại tổng thể của chiếc Bucherer này. Anh em nào mà chưa có chiếc Bucherer này trong bộ sưu tập thì hãy đừng bỏ lỡ. Đấy, một sợi dây da khâu tay rất là dày dặn và da cũng rất là tốt anh em nhé. Và anh em nào yêu thích chiếc đồng hồ Bucherer này, lên cho em mã 2, giá em giao lưu là 7.500.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo đó chính là một chiếc đồng hồ Thụy Sĩ xuất Đức mang thương hiệu Heberode, một trong những cái thương hiệu mà cũng rất là nổi tiếng. Và chiếc đồng hồ hôm nay em giới thiệu nó rất là độc đáo anh em ạ. Một chiếc đồng hồ phải nói là tìm chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình gần như là không có anh em ạ. Một chiếc Heberode với cái nền mặt là hình cái đầu con hươu với hai bộ sừng, nhìn rất là đã. Và đây là một cái phiên bản kỷ niệm anh em nhé. Chiếc Heberode chạy với bộ máy lên dây và được sản xuất vào những năm 1960. Khung vỏ thì được bọc vàng, đấy là đáy LED. Và size mặt lên tới 35mm, một cái size rất là lớn trong size vintage xưa. Và hơn thế nữa, điểm độc đáo của chiếc đồng hồ này phải kể đến đó chính là bốn chân càng của nó rất là dài anh em ạ, rất là điệu. Và đeo lên tay nhìn nó rất là to. Chiếc Heberode này ấy, thì nó chạy bộ máy lên dây và hai kim rưỡi, kim gió là kim rốn, nhìn nó rất là cổ điển anh em ạ. Và độ mới của nó cũng hoàn hảo. Em quay từng góc cạnh để tất cả các anh em cùng xem. Rất là bén anh em nhé. Đấy, làm từ thép không gỉ, rất là bền bỉ. Những chiếc đồng hồ này thì không biết bao giờ nó mới hỏng được anh em ạ. Rất là đẹp anh em nhé. Những cái chiếc đồng hồ biểu tượng hươu ấy là cái biểu tượng mang lại sự tài lộc và thịnh vượng, nên là anh em nào sở hữu chiếc đồng hồ này thì mang lại cái sự may mắn, tài lộc rất là tuyệt vời anh em ạ. Và cũng gần như kiếm được chiếc thứ hai tại thị trường Việt Nam mình rất là khó. Và anh em nào mà chưa có chiếc đồng hồ độc đáo này trong bộ sưu tập của mình thì hãy nhanh tay, và giá em giao lưu là nên cho em mã 3, giá 6.600.000 đồng. Và chiếc đồng hồ tiếp theo trong video ngày hôm nay đó chính là một chiếc đồng hồ mang thương hiệu Torino. Anh em biết đến cái thương hiệu này chưa ạ? Đây là một trong những cái thương hiệu thời trang nổi tiếng của thế giới, cũng như là thời trang điện thoại. Và chiếc Torino ngày hôm nay em giới thiệu là một trong những cái chiếc đồng hồ đến từ Thụy Sĩ, hàng Nord, rất là độc đáo với phong dáng vuông tròn. Và chiếc Torino này nó chạy với bộ máy lên dây, khung vỏ thì được bọc vàng, đấy là đáy LED. Và chiếc Torino này thì có một cái nền mặt vàng mỡ gà cùng tông với cái nước vàng còn mới sáng, rất là đã anh em ạ. Và chiếc Torino này thì có một cái điểm độc đáo, đó chính là một cái niềng benzen được làm khía nhám, nhìn nó rất là đẹp. Và gần như là một trong những cái thiết kế rất là ăn tiền,
tại cái thời điểm bấy giờ. Một chiếc Torino với hai kim đơn giản tinh tế và độ mới của nó phải trên 98-99%, gần như là hàng nót anh em nhé. Người sưu tầm thì chỉ để tủ cũng không sở hữu, cũng không đeo nhiều, nên là độ mới của nó còn rất là cứng. Anh em cùng chiêm ngưỡng tổng thể chiếc Torino này. Không có nhiều tại thị trường Việt Nam mình anh em nhé. Và chiếc đồng hồ này có size mặt là 31x31mm phong vuông. Phong tròn nó khoảng 34.5mm, cũng khá là lớn, ok anh em ạ. Và anh em nào mà đang muốn tìm một chiếc đồng hồ vuông tròn như thế này thì hãy đừng bỏ lỡ sản phẩm ngày hôm nay em giới thiệu. Nó là một trong những chiếc đồng hồ kịch độc, và kiếm được những cái chiếc đồng hồ zin mà nót như thế này cũng rất là khó. Giá trị của nó phải kể đến đó chính là cái độ mới. Gần 60 tuổi rồi mà độ mới của nó còn hoàn hảo, chứng tỏ một điều là cái lưu giữ thời gian của nó rất là tốt anh em ạ. Và chiếc đồng hồ này thì được kết hợp với một sợi dây da đà điểu màu đen, làm tôn lên cái mặt vàng mỡ gà, nhìn nó rất là độc đáo anh em ạ. Đẹp không anh em? Một chiếc đồng hồ phải nói là rất là đáng được sưu tầm. Và anh em nào yêu thích nên cho em A4 giá 6.600.000 đồng. Và chiếc đồng hồ cuối cùng trong video ngày hôm nay em giới thiệu đó chính là một chiếc đồng hồ Hamilton đến từ Thụy Sĩ. Một trong những cái chiếc đồng hồ phải nói là cũng rất là độc đáo và cũng là một chiếc đồng hồ hàng hiếm. Độ mới của nó còn rất là cao, bởi vì đây là một trong những cái dáng đĩa bay huyền thoại, một trong những cái dáng mà rất là ít đồng hồ mới có thể làm được. Và hội tụ trên chiếc Hamilton này là một trong những cái thiết kế bất hủ. Một chiếc đồng hồ hàng nót, độ mới phải 98-99%, và nó là một trong những cỗ máy tự động. Ở chiếc Hamilton này thì hội tụ rất là nhiều nét đẹp. Thứ nhất đó chính là một cái khung vỏ thì được bọc vàng, đấy là đáy SS. Và đi sâu vào cái phần mặt số, đây là một trong những cái nền mặt trắng zin trải tia bắt sáng rất là tốt. Và các cọc số là các cọc số nổi ở vị trí 369 và 12 là các cọc số học trò, đính thêm là những cái cọc số mà có cài những cái viên đá, nhìn nó rất là đẹp anh em ạ. Nhìn rất là đơn giản tinh tế thôi, nhưng mà phải nói là một chiếc đồng hồ có giá trị thời gian lưu trữ và cái giá trị sưu tầm rất là cao. Cái dáng là dáng form đĩa bay cổ điển, và cái đáy anh em cùng chiêm ngưỡng, nó mới kính cong anh em ạ, chưa làm lại, chưa xử lý bất kỳ một cái gì cả, gần như là một chiếc đồng hồ đáng được sưu tầm tại thời điểm bây giờ. Hàng rất là khó, kiếm được những chiếc hàng đẹp rất là khó anh em ạ. Và anh em cùng chiêm ngưỡng cái bộ máy cổ Hamilton, và nó còn rất là mới anh em nhé, chạy hoạt động rất là chuẩn xác. Và size mặt của nó là size 34.5mm, một cái size chuẩn size vintage xưa. Và cũng không có nhiều kênh của em là chuyên sưu tầm những cái chiếc đồng hồ cổ nhưng mà còn đẹp để giới thiệu đến tất cả các anh em. Và những cái chiếc đồng hồ cổ thì không chịu được nước, nên là anh em hãy cố gắng giữ gìn nó. Chiếc đồng hồ này thì chạy với bộ máy tự động, nhưng mà được nó hỗ trợ thêm cái có tay nữa, nên là rất là tiện lợi cho anh em sử dụng anh em nhé. Nó được kết hợp với một sợi dây da bò màu đen chỉ trắng, rất là đẹp. Đấy. Và chiếc đồng hồ này thì anh em nào mà chưa có thì hãy nhanh tay lên cho em mã 5, giá em giao lưu là 7.500.000 đồng.